bài bài kể từ 90 cho đến phút của quyển Trung Kinh. Chúng ta những cái bài kinh có liên quan đến nhân sự ở trong bài kinh Duyên Khởi là vì hôm nay chúng ta sẽ nghe một bài kinh nói về Bà La Môn Isukari. Và trong bài kinh này, nội dung cũng tương tác với bài kinh khác, nhưng ở đây chỉ có trình bày thêm là nói Bà La Môn chủ trương về vấn đề phụng sự, chủ trương vấn đề tài sản. Vấn đề phụng sự thì Bà La Môn cho ba cái giai cấp còn lại là phụng sự cho Bà La Môn. Phụng sự cho Sắc Đế Lị thì chỉ có hai giai cấp thấp là phụng sự cho Sắc Đế Lị. Phụng sự cho Phệ Xá thì chỉ có giai cấp Thủ Đà, giai cấp nô lệ là phụng sự cho Phệ Xá. Còn đối với giai cấp Thủ Đà thì chỉ có giai cấp Thủ Đà phụng sự, chứ không có giai cấp nào phụng sự cho. Và Đức Phật Ngài đã giảng như thế nào về cái vấn đề phụng sự theo cái quan niệm của Đức Phật? Ngài đã trình bày cái chủ trương của Ngài trong Bà La Môn Isukari nghe. Phần thứ hai là chủ trương về tài sản. Tài sản của Bà La Môn là khác tài sản của Sắc Đế Lị là khác, Thủ Đà là khác. Cái vấn đề này cũng được Đức Phật Ngài giải thích và trình bày khi Bà La Môn nó hỏi Đức Phật, thì Ngài nói về cái tài sản là thánh pháp vô thường của bốn loại giai cấp. Bởi vì đối với người ở giai cấp nào đi nữa, khi mà họ đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống trong gia đình, thì họ có thể thành tựu được chánh đạo hết. Và cuối cùng thì Đức Phật Ngài nêu rõ lý do cái pháp đó có như vậy là vì người Bà La Môn có thể đến sông tắm rửa cho sạch đất và bụi, thì người Khất Tây Giá hay Quế Xá và Xú Đá cũng có thể được. Cũng như đốt lửa, hãy người Bà La Môn nhen nhóm ngọn lửa sức nóng tạo ra được, thì người Khất Tây Giá hay là người Quế Xá hoặc là người Xú Đá cũng vẫn có thể đốt lửa tạo ra sức nóng giống như nhau. Và cuối cùng thì Bà La Môn đó đã xin quy y Đức Phật, đại ý là như vậy đó.
Tôi vẫn nhập hơi kéo dài chút xíu, không biết giờ này Thượng Tọa Tự Viện có nghe được không ạ? Thượng Tọa yêu cầu tôi vẫn nhập kéo dài dài chút xíu, bây giờ đã dài lắm rồi. Thượng Tọa, tốt quá, được rồi. Bây giờ Thượng Tọa Tự Viện đã sẵn sàng. Trước hết xin mời cô Lan Dần Nguyệt đọc cho chánh văn của bài học, rồi sau đó khung thỉnh Thượng Tọa Tự Viện thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nhân một bức thầy giáo sư Thiếu Lành Thầy, chúng con kính chân Thượng Tọa Tế Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh, bài 96, Kinh Esukari, từ câu 974 đến 979. Một trong những tính lý quan trọng của kinh điển Veda là nói về sự thật là môn. Nhiều vị Bà La Môn đã đến hỏi Đức Phật về vấn đề này. Vì Đức Thế Tôn đạo sư duy nhất dạy con người cao quý hay thấp hèn do giai cấp xã hội. Esukari là một Bà La Môn có địa vị ở thành Savatthi, đến hỏi Phật về sự phục vụ và tài sản theo quan niệm giai cấp. Câu trả lời của Đức Phật khiến vị này phát tâm quy y Tam Bảo. Bài kinh này chứa đựng những nét chính về quan điểm của Phật giáo đối với sự phân biệt giai cấp. 974. Người phân biệt giai cấp hỏi về phân biệt giai cấp. Bà La Môn Esukari đến gặp Đức Thế Tôn. Trong câu hỏi đầu tiên, vị này nói lên quan điểm về phụng sự. Theo chủ trương của Bà La Môn là chỉ có sự phụng sự người thuộc giai cấp ngang bằng hay cao hơn mới có công đức. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, xá vệ rừng Chetavana Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi Bà La Môn Esukari đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Esukari bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương bốn loại phụng sự. Chủ trương phụng sự cho Bà La Môn, chủ trương phụng sự cho sát đế lị, chủ trương phụng sự cho phệ sát, vé sát, người buôn bán, chủ trương phụng sự cho thủ đà, xuất đà, lao công. Ở đây, thưa Tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Bà La Môn như sau: Bà La Môn phụng sự cho Bà La Môn, hay khách tí giá phụng sự cho Bà La Môn, hay quét sát phụng sự cho Bà La Môn, hay xuất đà phụng sự cho Bà La Môn. Như vậy, thưa Tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Bà La Môn. Ở đây, thưa Tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho khách tí giá như sau: Khách tí giá phụng sự cho khách tí giá, hay quét sát phụng sự cho khách tí giá, hay xuất đà phụng sự cho khách tí giá. Như vậy, thưa Tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho khách tí giá. Ở đây, thưa Tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho quét sát như sau: Quét sát phụng sự cho quét sát, hay xuất đà phụng sự cho quét sát. Như vậy, thưa Tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho quét sát. Đây, thưa Tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho xuất đà như sau: Xuất đà phụng sự cho xuất đà, vì rằng không còn ai khác có thể phụng sự cho xuất đà. Như vậy, thưa Tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho xuất đà. Thưa Tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương phụng bốn loại phụng sự này. Ở đây, Tôn giả Gautama có nói gì về vấn đề này? 975. Những quan điểm áp đặt không nên nghĩ là chân lý. Đức Phật đã dạy rằng quan niệm phục vụ theo giai cấp của Bà La Môn chỉ là quan niệm cưỡng cầu. Nhưng này các Bà La Môn, có phải tất cả mọi người ở đời đồng ý với các Bà La Môn khi họ chủ trương bốn loại phụng sự này? Không có vậy, thưa Tôn giả Gautama. Này Bà La Môn, ví như một người nghèo nàn, không có sở hữu, khốn khổ,
dầu cho người đó không muốn, vẫn bị bắt nuốt miếng thịt. Này người kia, ông phải ăn miếng thịt này và ông phải trả số tiền. Cũng vậy, này Bà La Môn, không được các sa môn, Bà La Môn ấy chấp nhận. Các Bà La Môn chủ trương bốn loại phụng sự này. 976. Sự phụng sự nào khiến con người tốt hơn thì nên làm. Đức Phật dạy rằng trọng điểm không phải là giai cấp, mà là phụng sự nào khiến bản thân tốt hơn thì nên làm. Ngược lại thì... Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả cần phải phụng sự. Nhưng này Bà La Môn, ta cũng không nói rằng tất cả không cần phải phụng sự. Vì rằng, này Bà La Môn, nếu có ai trong khi phụng sự trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, ta không nói rằng người đó cần phải phụng sự. Nhưng này Bà La Môn, nếu có ai trong khi phụng sự tốt hơn, không trở thành xấu hơn, ta nói rằng người đó cần phải phụng sự. Và nếu này Bà La Môn, có người hỏi vị khách quý giá như sau: người phụng sự cho ông, do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, hay người phụng sự cho ông, do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn, và như vậy ông ở đây cần phải được phụng sự bởi người nào? Vị khách quý giá: này Bà La Môn, nếu trả lời chân chánh cần phải đáp như sau: người nào phụng sự tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không tốt hơn, thì tôi cần người ấy phụng sự tôi. Nhưng nếu người nào phụng sự tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hơn, thì tôi cần người ấy phụng sự tôi. Và này Bà La Môn, nếu có người hỏi Bà La Môn, này Bà La Môn, nếu có người hỏi Vát Xá, vân vân. Và này Bà La Môn, nếu có người hỏi Xuất Đát như sao: người phụng sự cho ông, do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, hay người phụng sự cho ông, do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn, và như vậy ông ở đây cần phải được phụng sự bởi người nào? Người Xuất Đát: này Bà La Môn, nếu trả lời chân chánh cần phải đáp như sau: người nào phụng sự tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không tốt hơn, thì tôi không cần người ấy phụng sự tôi. Nếu người nào phụng sự tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hơn, thì tôi cần người ấy phụng sự tôi. Này Bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Này Bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Này Bà La Môn, ta không hơn vì nhan sắc thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì nhan sắc thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì tài sản thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì tài sản thù thắng. Ở đây, này Bà La Môn, có người sanh trong một gia đình cao quý, sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến. Do vậy, ta không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình quý. Ở đây, này Bà La Môn, có người sanh trong một gia đình cao quý, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến. Do vậy, ta không nói trở thành xấu hơn vì sanh trong gia đình cao quý. Ở đây, này Bà La Môn, có người với nhan sắc thù thắng, vân vân. Ở đây, này Bà La Môn, có người với tài sản thù thắng, sát sanh, lấy của không cho, vân vân, cho đến có tà kiến. Do vậy, ta không nói trở thành tốt hơn vì có tài sản thù thắng. Ở đây, này Bà La Môn, có người với tài sản thù thắng, từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến, vân vân. Do vậy, ta không nói trở thành xấu hơn vì có tài sản thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói tất cả cần phải phụng sự. Nhưng này Bà La Môn, ta cũng không nói tất cả không cần phải phụng sự. Này Bà La Môn, người nào phụng sự, do nguyên nhân phụng sự này, lòng tin được tăng trưởng, giới được tăng trưởng, sự nghe được tăng trưởng, bố thí được tăng trưởng, trí tuệ được tăng trưởng, ta nói người ấy cần phải phụng sự. 977. Tài sản thật sự của con người.
Bạn La Môn Esukari lại hỏi về quan điểm của bạn Bạn La Môn giáo về tài sản, y cứ trên quan niệm giai cấp. Câu trả lời của bậc đạo sư khiến ông bất ngờ. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Esukari bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương bốn loại tài sản. Chủ trương tài sản của người Bà La Môn, chủ trương tài sản của Giá, chủ trương tài sản của người Vassa, chủ trương tài sản của người Sudda. Ở đây, thưa tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của người Bà La Môn là khất thực. Nhưng khi người Bà La Môn khinh thường tài sản khất thực, người ấy không làm bổn phận của mình, và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Bà La Môn. Ở đây, thưa tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của khách tí giá là cung và tên. Nhưng khi người khách tí giá khinh thường tản cung và tên, người ấy không làm bổn phận của mình, và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của khách tí giá. Ở đây, thưa tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Vassa là canh nông và nuôi bò. Nhưng khi người Vassa khinh thường tài sản canh nông và nuôi bò, người ấy không làm bổn phận của mình, và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Vassa. Ở đây, thưa tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Sudda là lưỡi liềm và đòn gánh. Nhưng khi người Sudda khinh thường tài sản lưỡi liềm và đòn gánh, người ấy không làm bổn phận của mình, và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa tôn giả Gautama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của người Sudda. Các Bà La Môn, thưa tôn giả Gautama, chủ trương bốn loại tài sản này. Ở đây, tôn giả Gautama nói gì? Này Bà La Môn, ta chủ trương tài sản cho con người là thánh pháp vô thượng. Trong khi nhớ đến gia hệ thở xưa của mình về phía cha và mẹ nào, một tự thể sanh ra, thời sẽ được chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. Nếu tự thể được sanh ra Khatiya, thời được chấp nhận là Khatiya. Nếu tự thể được sanh ra trong một môn, thời được chấp nhận là Bà La Môn. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Vassa, thời được chấp nhận là Vassa. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Sudda, thời được chấp nhận là Sudda. Một ngọn lửa được đốt lên được chấp nhận theo duyên ấy. Nếu do duyên củi, một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa củi. Nếu do duyên dâm bào, một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa dâm bào. Nếu do duyên cỏ, một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa cỏ. Nếu do duyên phân bò, một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa phân bò. Cũng vậy, này Bà La Môn, ta chủ trương tài sản cho con người là thánh vô thượng. Trong khi nhớ đến gia hệ cuộc thở xưa của mình về phía cha và mẹ, chỗ nào một tự thể sanh ra, thời sẽ được chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Khatiya, thời được chấp nhận là Khatiya. Nếu tự thể sanh ra trong một gia đình Bà La Môn, vân vân, trong một gia đình Vassa, vân vân, trong một gia đình Sudda, thời được chấp nhận là Sudda. Nhưng này Bà La Môn, nếu một người từ một gia đình Khatiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình nhờ pháp và luật được Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Này Bà La Môn, nếu một người từ một gia đình Bà La Môn vân vân, từ một gia đình Quá Xá vân vân, từ một gia đình xuất đá, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật được Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, có chánh kiến, người ấy
thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 978. Hành thiện, tu tập không phải là đặc quyền của một giai cấp nào. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Trong lập trường này, chỉ có người Bà La Môn mới có thể tu tập từ tâm, không hận, không sân. Người Khatiya không có thể được, người Vesa không có thể được, người Sudha không có thể được. Thưa không phải vậy, tôn giả Gotama. Người Khatiya, thưa tôn giả Gotama, cũng có thể trong lập trường này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Người Bà La Môn cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Người Quá Xá cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Người Suối Đá cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Tất bốn giai cấp, thưa tôn giả Gotama, trong lập trường này đều có thể tu tập từ tâm, không sân, không hận. Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu một người từ hành Khatiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh vân vân, có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Chỉ có người Bà La Môn mới có thể lấy cào lưng và bột tắm, đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. Người Khatiya không thể được, người Quét Xá không thể được, người Số Đá không thể được. Không phải vậy, tôn giả của Tâm Á. Người Khatiya, thưa tôn giả của Tâm Á, cũng có thể lấy cào lưng và bột tắm, đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. Người Bà La Môn cũng vậy, thưa tôn giả của Tâm Á. Người Quét Xá cũng vậy, thưa tôn giả của Tâm Á. Người Xuất Đá cũng vậy, thưa tôn giả của Tâm Á. Tất cả bốn giai cấp, thưa tôn giả của Tâm Á, đều có thể lấy cào lưng và bột tắm, đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu từ một gia đình Khatiya có người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người này nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh vân vân, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình Bà La Môn, này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình Quá Xá, này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình Xuất Đá, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh vân vân, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có vị vua Khatiya đã làm lễ quán cảnh người thuộc nhiều chủng thánh khác nhau và nói: quý vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Khatiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sinh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến bộ phận trên của đầu quay lửa bằng cây Sakka, hai cây Sala, hai cây Salala, hai cây chiên đàn, hai cây sen, quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình Chiên Đà La, Hà Tiện, thuộc gia đình Săn Bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, hãy đến đây, đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa, làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây Ilanda, cây thu đủ, thầu dầu, và quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có ngọn lửa được dâng lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình Khatiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận của đồ quay lửa, làm bằng cây Sakka, hay cây Sala, hay cây Salala, hay cây chiên đàn, hay cây sen, chỉ có lửa ấy mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh sáng, và chỉ có lửa ấy mới dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình Hạ Tiện, thuộc gia đình Săn Bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa, làm bằng gỗ, máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan. Lửa ấy không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Không phải vậy, thưa tôn giả Gotama, ngọn lửa được dâng lên, sức nóng được tạo ra, thưa tôn giả Gotama, từ người thuộc gia đình Khatiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa, làm bằng cây Sakka, hay cây Sala,
hay cây sarala, hay cây chiên đàn, hay cây sen, ngọn lửa ấy có ngọn, có sắc, có sáng. Ngọn lửa ấy dùng được vào công việc do lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhen lên và sức nóng tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân. Sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa, làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan, lửa ấy cũng có ngọn, cũng có màu sắc, cũng có ánh sáng. Và ngọn lửa ấy có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Thưa tôn giả Gotama, tất cả ngọn lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh. Tất cả loại lửa đều có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu có người từ gia đình khất tí xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh vân vân, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Nếu có người từ gia đình Bà La Môn vân vân, nếu có người từ gia đình Quế Xá vân vân, nếu có người từ gia đình Xuất Đá xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh vân vân, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 979. Quy y Tam Bảo. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Esukari bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai, tôn giả Gotama, thật vi diệu thai, tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đứng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Thưa tôn giả Gotama, nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Và Nam Mô Bố Thầy Giáp, bạn chánh văn đến đây là chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa tự quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bố Thầy Giáp. Thưa tòa tự quyền, hoan hỷ cầu mic ở trung rung chưa nghe được, để thỉnh thưa tòa tự quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói không ạ? À? Dạ, bây giờ rõ rồi phải không ạ? À? Dạ, xin sám đến Chư Tăng và cáo lỗi quý vị. Mới cài lại cái chương trình bầu thoát cho nên vì vậy là nó hơi lộng cộng chút xíu. Dạ. Dạ, con xin đỉnh lệ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng Tăng, kính lệ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Tường Tòa Giác Đắng, Tường Tòa Pháp Tân, Tường Tòa Minh Hạnh, Đức Phật Tính Định, cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đại quý tôn nữ cùng chư Phật tử, và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apivade Visvakato Phakkawata Dhammo Dhammang Namasami Sukhatipanno Phakkawato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quyền lực Tam Bảo hàng nhà hộ đỉnh Chư Tăng quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong danh pháp Nam Mô Bụt Tha. Giá thì cũng báo cho Chư Tăng biết luôn, thì khi mà vào mấy ngày nay thì nó vào không được. Nó một cái đường truyền thứ hai nữa là cái chương trình bao thoát cũ chúng ta chút xíu nữa là chúng ta bị đẩy ngay, nó không có vào được. Và khi mà vô thì hỏi cô Lan Nhật Nguyệt thì cô Lan Nhật Nguyệt không sử dụng từ siêu siêu tinh tri mới cài cái chương trình bao thoát mới thì nó sẽ được tốt. Thì mong rằng thì chúng tôi lập tức chúng tôi cài đặt cho người cài đặt cái chương trình bao thoát ngay liền, thì mong rằng nó sẽ được tốt. Dạ. À, giờ đây quý vị nghe được rõ là Sa Thú Lành Thai rồi, mong cái đường truyền nó được tốt. Dạ, cảm ơn quý vị. À, xin bắt đầu vào thời giảng. À, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài học kinh Esukari. Đây là cái bài kinh mà nói về một bà La Môn danh tiếng ở thành Sawatthi. Có thể nói rằng sống trong cuộc đời của kiếp nhân sinh từ thở xa xưa cho tới ngày hôm nay, cái sự phân biệt giữa con người với con người là một điều hầu như là như thế. Nếu như suốt theo cái chiều dài của lịch sử, chỗ cho các cái kinh cổ xa xưa của Bà La Môn hay là của vua chúa, tất cả mọi thứ đều là những cái dấu điển dấu nghĩa để nhằm áp đặt con người phải như thế này, phải như thế kia. Thì sinh ra một con người ở dòng dõi sắc đế lì, sinh ra một con người ở dòng dõi Bà La Môn, là con của sắc đế lì, là con của Bà La Môn, mà sinh ra ở dòng dõi của Vesa tức là thương gia hay là nô lệ thì buộc là như thế. Tinh thần của Đức Phật thì không chấp nhận điều đó. Cái tài sản của một cái người sắc đế lị là gương báo là những gì họ đạt được bằng những cái thân gươm, bằng sức mạnh và những cái dấu điển dấu nghĩa của Bà La Môn. Họ cho đó chính là những chân lý của chính họ, nhưng họ không thực hiện chân lý. Rồi những con người buôn nuôi sóc, buôn bán vân vân, thì họ cho cái tài sản của họ chính là một sự thu hoạch. Rồi cái người vệ xá tức là họ phụng sự hay là họ phải lo lắng, họ phải nô lệ, thì cho đó cũng như là một cái tài sản của chính mình. Thì chúng ta thấy cái tinh thần như vậy Đức Phật này không có chấp nhận. Có thể nói rằng là cái sự phân biệt giữa người với người là một điều mà từ thời xưa chúng ta nghĩ rằng sinh ra, bởi vì khi chúng ta đọc cái kinh văn đó mà chúng ta thấy cho tới ngày hôm nay chúng ta cũng thấy như thế. Sinh ra là con của Phạm Thiên, ở bắp vế của Phạm Viên sinh ra từ nách vân vân, thì con của trời. Ở đây như chúng ta nhớ truyền thống của Á Đông tức là thiên tử. Ôi, còn nghe quý vị còn nghe nữa không? Sao sao con mất nít rồi hả?
cái wifi hả? Không, tôi đang xài wifi mà. Nhưng điều bây giờ mới cài đặt cái này trên wifi. Giờ không nghe nữa, nghe mà nghe rồi rồi. Nghe mà quý vị còn nghe, nghe nó rõ không? Dạ, đang nghe sư, đang vẫn còn nghe mà. Dạ. Dạ rõ rõ, tự đang nói được nghe sư. Cảm ơn sư. À, cảm ơn sư Tị Tri, sư Tị Tri nghe không rõ cái sư Tri điện thoại. Bảo cái chúng tôi phải cài đặt lại cái 4G. 4G nhưng điều mà ghi như điều mà cái wifi nó đang hoạt động tốt. À, thì không phải do sinh thú. Như chúng ta nhớ Đức Phật ví dụ củi, chẳng qua nói là củi sinh ra coi như là củi lửa, nó từ củi mà nó chẹt ra thì lửa của củi, của phân bò là của phân bò. Thì ở trong cuộc đời này các con người xác định là như vậy. Nhưng sự thật ra chất sinh không phải do từ cỏ mà nó cháy lên, không phải từ phân bò nó cháy lên, nó có nhiều nguyên nhân. Cũng vậy, cuộc đời con người cũng như thế đó, nó có nhiều cách nó khác nhau để sản sinh ra những hình thái khác nhau trong cuộc đời. Có những con người sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện tốt đẹp, sinh ra trong một gia đình giàu có, sinh ra trong gia đình quyền thế, thì người đó có quyền có thế, có điều kiện là tất nhiên. Nhưng những con người khác sinh ra trong một gia đình khác, như vậy thì không phải những gia đình đó, chẳng hạn như là những gia đình nghèo khổ thì người ta không có tài sản, chứ không phải người ta xấu. Chúng ta không thể lựa chọn chỗ chúng ta sinh ra, mà chúng ta có thể lựa chọn cái cách chúng ta sống. Chúng ta không thể chọn cha, chọn mẹ, chọn anh, chọn em, ngay cả sư đồ. Nhưng chúng ta hãy biết từ cái duyên đó mà chúng ta vượt thoát, từ cái duyên đó mà chúng ta tiến hành, nó lớn lên, nó tốt đẹp. Thí dụ như cha mẹ cứu mà đẻ con phượng hoàng, đấy là một chuyện bình thường. Mà cha mẹ phượng hoàng đẻ con cứu thì cũng là cái chuyện tất nhiên, nó phải như thế. Chứ không phải là cha mẹ cứu là đẻ con ra cứu đâu. Cha mẹ phượng hoàng đẻ con phượng hoàng chưa chắc. Coi như là cha mẹ làm thầy mà con đốt sách đó. Những người nhiều khi cha mẹ không có biết đọc biết viết nữa, nhưng ra những người con giỏi hơn người về văn hay chữ giỏi vân vân. Cho nên ở đây trong cuộc đời này để trình bày nhiều cái sự việc, chúng ta thấy Đức Phật nói dầu cho sát đế lị, khát tí giá, Brahma, Bà La Môn, Vết Xá, khát tí giá, có đến pháp luật của Ngài, từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, hai lưỡi, năm tộc, độc ác, từ bỏ rượu chè, vân vân. Chứng kiến thì người ấy thành tựu trong pháp luật này. Và nhiều cái đoạn kinh văn khác Đức Phật ngày chứng minh không có cái chuyện mà giai cấp giữa, không có chuyện mà áp đặt, cũng không phải mà tự do mình áp đặt người ta phải như thế sinh ra trong cuộc đời, bằng một cách phân biệt giai cấp, bằng một cách phân biệt áp đặt người ta phải làm cho mình như thế này, phải làm cho mình như thế kia. Cái chuyện đó là của xa xưa, cái chuyện đó là của cái vấn đề mà do một số người ta ngồi trên con người, muốn ngồi trên con người áp đặt cái chân lý đó. Và cũng như là cái vai trò, cái gia giáo phong kiến đó, chúng ta gọi là cái phong kiến áp đặt. Mà chúng ta thường nghe một câu nói, tức là con vua thì được làm vua, con sẽ ở chùa phải quét lá đa. Bao giờ những nỗi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Cái câu nói này, cái thất thế đây cũng chẳng qua tức là làm mạnh được yếu thua thôi, chứ chả có được là cái gì. Bởi vì người ta thiếu thốn tiền của tài sản, buộc người ta phải chấp nhận, phải dưới trướng người ta phải buộc phải
buộc phải chấp nhận như vậy. Chớ không phải là người ta không biết. Sinh ra trong cuộc đời ai cũng muốn mình thuận may, thuận duyên, giàu có. Ai cũng muốn mình được khôn, được tốt, được đầy đủ. Chứ đâu có ai mà sinh ra đời mà muốn mình bị xấu xí đâu. Kính thưa quý vị, có những chúng sinh sinh ra trong cuộc đời, sinh ra trong cuộc đời có thể nói rằng là đầy đủ, sinh ra trong gia đình giàu có đầy đủ, gia đình của quyền quý, họ biết cách trân quý cái điều kiện thân của họ, họ phát huy tốt đẹp. Ở đây là cũng có. Rồi có những người sinh ra trong gia đình nghèo khổ, rồi cũng nghèo khổ cũng có. Nhưng thì có những người sinh ra trong gia đình giàu có, đầy đủ về vật chất và tinh thần để họ tiến thân, nhưng họ lại không có tiến thân, mà họ lại lùi và họ lại thê thảm hơn nữa. Rồi có những người sinh ra trong gia đình nghèo khổ, thiếu điều kiện, thiếu tiện nghi, nhưng họ lại vượt thoát ra, họ có thể tạo dựng nên nước, coi như là tay trắng làm nên nước lạ khuấy nên hồ, tay không bất cướp nước lạ khuấy nên hồ. Thế là cũng có, đây là nhiều và sự thật nhiều. Thì như vậy, thì ở kính thưa quý vị, chẳng qua là cho con người ách đặt thôi. Dòng dõi máu con người nó đỏ như nhau. Tâm thất tâm nhĩ của tim gan phèo phổi hầu như tức là nó giống nhau. Hình hài thể xác bên thân bên trong và bên ngoài của mỗi con người, yếu tố vật chất căn bản giống, nhưng nó khác nhau ở cái chỗ tức là tâm tính, rồi nó dị, nó có cái điều mà nó khác nhau hơn vậy thôi. Tức là do nghiệp sanh nó có cái sự dị biệt. Chỉ còn tất cả mọi thứ đều là một kiếp con người, là thân xác con người, nam căn nữ căn là như thế. Chứ không có một thần linh thượng đế nào không một cái gì mà lại là gắn đặt cho chính chúng ta cả. Nói như vậy để chính chúng ta hiểu biết được trong cuộc đời này, chúng ta gặp nhau, chúng ta có mặt đây, ai muốn rằng mình dở, ai có chịu thua mình ngu, ai có chấp nhận mình xấu, ai có chấp nhận mình nghèo đâu. Nhưng tại sao mình nghèo, tại sao mình xấu, tại sao mình dở, tại sao mình không được có trí tuệ, không minh mẫn tuệ mẫn đạt cũng được. Cái đó là do cái duyên, cái nghiệp của mọi con người. Cũng như thế, sinh ra trong cuộc đời ai cũng muốn giàu có, ai cũng muốn được quyền quy, được chức trọng, được mọi người kính mến, được mọi người sợ sệt. Nhưng điều mà đâu phải được, nhưng ai cũng được như ai. Chính vì hiểu như vậy, biết như vậy, tất cả chúng ta tu tập là một điều mà chúng ta cần phải có một cái hiểu biết và kính qua cho chính chúng ta. Không phải tự động mà chúng ta có mặt, và cũng không phải tự động mà nó mất đi. Tất cả là do duyên, do nghiệp. Còn được thua mất còn. Quý vị biết cái duyên của người ta làm cái điều đó là cái duyên của người ta. Cái duyên vợ, duyên chồng, duyên anh, duyên em, duyên sư đồ, tất cả mọi thứ nó đều là một cái đã giao kết từ tiền thân, đã gặp nhau từ tiền thân, dầu cho là thuận hay là nghịch, tốt hay là xấu gì đó, đều là do chúng ta đã tạo cái nhân đời quá khứ mà chúng ta gặp lại. Đó là nó rõ ràng. Ngày hôm nay buổi đầu tiên có nghĩa là chúng tôi đã không có cái duyên rồi đó, là chúng tôi hơi bị khẩn. Chúng tôi có duyên với quý vị, quý vị với chúng tôi thì phải gặp nhau. Ngay cả đây là giờ giảng được trách nhiệm, nhưng được chưa chắc chúng tôi lại được. Bởi do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Và yếu tố đây chính là cái gì?
Một cái yếu tố đó chính là cái nhân duyên, nó thuận hay nó nghịch. Cũng như thế, ở cuộc đời này chẳng qua là con người phân biệt giai cấp, tự cho mình là cao thượng, tự cho mọi người ta là xấu, đó chính là cái điều sai lầm vô cùng. Đức Phật ngài luôn luôn tử, không có nhìn về người, mà nhìn về mình, nhìn cái gì, nhìn đây tức là nhìn cái tâm của mình, nhìn cái thiện ác, cái nghiệp quả của chính mình. Chớ có bắt lỗi người, chớ có nhìn lỗi của người, mà hãy tự nhìn lại chính mình. Chớ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay là không làm, hãy tự nhìn lại chính mình làm hay là không làm, mình tốt hay là xấu. Mặc cho thấy sự thăng trầm, mặc cho chuyện tốt chuyện xấu của cuộc đời xảy tới với mình, không là vấn đề, mà tự mình mới là một vấn đề với mình. Cần phải có một cái sự tỉnh thức, phải cần có một cái sự hiểu biết. Cái sự tỉnh thức, cái sự hiểu biết đó không phải tự do cha do mẹ đặt định ra, do cha do mẹ mang tới, mà do chính mình. Chỉ một duyên dạy dỗ của người cha người mẹ. Đức Phật ngài không cho rằng một người mẹ tốt, một người cha tốt sẽ sinh ra những đứa con tốt, mà những người cha mẹ xấu sinh ra những đứa con xấu cũng chưa chắc. Cũng như những dòng sắc bị không phải là con của vua chúa sinh ra tâm hồn của họ đều là ngay thẳng tốt đẹp đâu. Hay là con của những bà la môn là những người đã đầy đủ hiểu biết hoặc là trình độ cao quý đâu, chưa chắc. Khi mà đọc kinh văn của Phật, chúng ta phải thấy Đức Phật không có khải huyền, ngài cũng không có chiêm tinh để đoán số, để đoán mạng, để đoán cuộc đời. Cuộc đời này năm mấy tháng mấy ngày mấy sẽ như thế nào hoàn toàn không có. Mà Đức Phật này nói rằng chúng sinh trong tương lai sẽ như thế này, sẽ như thế này. Do tham ác, do sân ác, do tà kiến ác của chính họ. Bởi vì hiện nay mình đang xấu, nhưng ngày mai có thể tốt, cả thể xác lẫn cái tâm hồn. Hiện nay người ta đang xấu đó, ngày mai người ta tốt. Hiện nay người ta tốt đó, ngày mai người ta có thể xấu. Nó là bất định. Dòng chảy của cuộc đời nó bất định vô cùng. Không phải muốn là được, mà chúng ta đi theo cái dòng chảy đó, thuận theo cái duyên đó. Chứ nó nghịch duyên nó sẽ tới thì chúng ta biết đó là nghịch duyên. Chúng ta mong rằng cho mọi việc hãy bình yên, chấp tay nguyện cầu cho chim bồ câu trắng hiền. Nhưng nguyện cầu là một chuyện, chim bồ câu trắng có hiện hay không là do tâm tư của mỗi con người, do cái nghiệp quả của mỗi con người có được bình yên hay không. Rồi người ta nói ra rằng cái dịch Covid này trong thời gian bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nó sẽ kết thúc. Chưa ai có thể khẳng định rằng, không ai dám khẳng định rằng nó sẽ hết lúc nào. Và cũng không ai biết được rằng ngày hôm nay cho rằng khoa học hay à, tốt à, vật chất tốt đẹp à, y khoa tốt đẹp à, rất tốt đẹp, rất tốt, khoa học vật chất cũng rất tốt. Nhưng có những cái điều mà làm cả thải các nhà bác học chuyên ngành y khoa luôn để khám nghiệm, phải đau đầu toàn bộ thế giới chỉ có một cái con virus thôi. Đây là chúng ta phải có sự suy nghĩ. Chúng ta không thể tự quyết định trong cái thế giới vật chất này một cách chắc chắn đâu. Chúng ta muốn nói như vậy để cái gì? Đức Phật nói tất cả mọi cái điều nó thuận theo cái duyên. Mà tâm tư chúng sinh nó ác nhiều, chúng sinh sống thác loạn, chúng sinh sống không biết cái sự chăm sóc, cái sự bảo vệ, sống ác kiến nhiều, sống coi như vô thần nhiều. Sao quý vị biết là bão táp phong ba
những cái chuyện hạn hán, những cái đại dịch, những cái chuyện mà bất thường mà nó sẽ tới. Đức Phật thì dự báo một cách chung như vậy, và riết rồi con người sẽ làm cho một ngày cái quả đất này nó nóng. Mà Đức Phật thì ví dụ như là một mặt trời thứ nhất, mặt trời thứ hai, mặt trời thứ tư, mặt trời thứ năm, mặt trời thứ sáu, mặt trời thứ bảy xuất hiện. Sau thời gian xuất hiện tới mặt trời thứ bảy, quả đất này sẽ bốc cháy. Thì Đức Phật nói rằng có kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không của kiếp trái đất, của kiếp nhân sinh này. Chứ nó đoạn tận, đoạn cùng không có. Nó là một sự thay đổi giữa hình thái của hữu vi pháp, của vật chất, hay của tâm thức thì cũng như thế. Nó phải có sự biến đổi. Nó quy luật của hữu vi, quy luật của nhân sanh, quy luật của quả, của nhân quả mà nó sản sinh. Thì cũng như thế, con người sanh ra trong cuộc đời này, như hồi nãy chúng tôi nói từ đầu, chúng ta không chọn được là chúng ta sanh ra ở kiếp người, con của người A, người B, người C này, mà do cái duyên chúng ta đã tạo với người A, người C, người B này, nó như thế nào đó. Nhưng chính vì sinh ra đó, con người có quyền thế đó, con người có tiền của đó, mới áp đặt, mới cho người ta, buộc người ta phải phụng sự mình, buộc rằng những gì đó là của tài sản của chính họ. Đó chính là họ sinh ra trong một dòng sắc đế lị, thì giá trị của chính họ là phải quyền chức, phải có nhiều cái quyền thế, phải ra uy dõng dạc. Và sinh trong một gia đình sắc đế lị thì có một cái quyền cao của tri thức, mà chỉ có dòng Bà La Môn đó mới nói, mới giảng dạy được, còn tất cả những người khác không được. Đây là một điều mà chẳng qua do cái gì? Do cái giai tầng của cuộc đời, do cái thời cơ của con người mà làm thôi. Mà nó cũng lạ đó quý vị biết. Con vua nó thì được làm vua, nó thiên tử. Nhưng điều sự thật ra có nhiều người đó xóa ngôi đó, tướng lên xóa ngôi, hay hoặc là bị lân bang chiếm ngôi. Họ lên thiên tử thì họ cũng nói cách từ đời sai họ xuống nữa, họ từ giai cấp thấp đó. Nếu chúng ta nói coi cái phong kiến, tức là thời một vua chúa, khi mà binh đao loạn lạc với nhau để mà chém giết với nhau, rồi có những cái gia tộc hay có những cái dòng vua chúa bị tàn sát hết, thì cái dòng khác người ta đi lên thì người ta làm vua. Và chính người ta làm vua xong, bắt đầu người ta thiết lập một cái hệ thống áp đặt cho người, là do cái gì? Do điều kiện thuận của chính chúng ta thôi. Hơn nhau và thua nhau ở cái chỗ, tức là được thua có hay không. Xã hội ngày hôm nay tân tiến hơn, chúng ta cho rằng họ không có phân biệt giai cấp, màu da, chủng tộc. Cái đó nói trên cái lý thuyết, nhưng sự thực tế trong cuộc sống nhiều cái cũng đắng cay lắm. Thí dụ như người da trắng khinh thường người da đen, khinh thường người da vàng. Rồi người da vàng cũng khinh thường người da vàng của nhau, người da đen cũng khinh người da đen của nhau. Rồi người da trắng cũng khinh thường cái người trong giai cấp, trong cái màu da sắc tộc của người da trắng. Đó là giá trị sự thật. Chẳng qua là con người do mình đứng ở một góc bề nào đó mà hơn người, thì mình đạp đổ người ta. Cho nên Đức Phật này là một cái nhà, chúng ta mà gọi là cái nhà sửa đổi, một cái nhà mà phá vỡ tất cả những cái hệ lụy mà xã hội từ xa xưa cho tới đương thời của Phật áp đặt. Ngài là một nhà cách mạng cải đổi một cách đúng đắn. Chính Ngài là một xuất thân từ vòng dòng vua chúa. Ngài là một vị vua đương kim thế tử, bỏ ngôi đi tu. Cho nên Ngài nói tất cả các ngươi đã sai, chính ta từ sắc đế lị mà. Đúng vậy, chính ta từ sắc đế lị ta đi ra mà, chứ không phải là ta là người dòng thấp kém,
mà ta nói rằng giữa người sắc đế lệ và người nô lệ, người sắc đế lệ người Bà La Môn mà tâm tư hèn hạ, nó vẫn thua cái người vê sát thương gia hoặc là cái người nô lệ. Đây là một điều mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài muốn nói lên cái tâm hồn của con người nó đẹp hơn hơn. Những con người đẹp chưa chắc là những con người sẽ được tốt đẹp, mà những tâm hồn tốt đẹp, những tâm hồn tốt đẹp sẽ làm cho cuộc đời tốt đẹp. Bởi vì tâm mới dẫn đầu lời nói hành động. Nếu như tâm tốt thì lời nói tốt, hành động tốt. Tâm xấu thì hành động xấu và lời nói xấu. Mà cái tâm xấu tâm tốt này đều có ở trong Sát Đế Bà La Môn với Xá Thương Gia và Nô Lệ. Tất cả bốn giai cấp này có. Cũng như tâm hiền, tâm lành hay tâm ác, ở trong Bà La Môn, ở trong vua chúa đều có thiện, có ác, có tâm thiện, có tâm ác. Thì ở trong thương gia cũng vậy, với xá cũng vậy, cũng có thiện, có ác. Và trong bà, trong nô lệ, trong giai cấp nô lệ thì cũng, giai cấp thứ tư tức là giai cấp nô lệ thì cũng có thiện, có ác. Ở đây cái tâm tốt, tâm thiện, tâm lành, tâm tu là tốt. Quý vị biết có một lần Ngài A Nan á, trên đường đi khất thực, khát nước quá, mới đứng xin một cái người gánh nước á, họ giai cấp nô lệ, một miếng nước á. Mà cái cô gánh nước đó cô không dám á, không dám đụng, xin lỗi, không dám đem mang tới. Bởi vì giai cấp của Ngài này là giai cấp vua chúa. Thì ngày A Nan mới nói rằng anh là ta xin nước uống, không có giai cấp gì hết. Thì chúng tôi nhớ một câu cái giai thoại nó như vậy đó. Thì quý vị biết là không có dám, nước chỉ gánh nước để đó là bao nhiêu đó thôi. Thì chúng ta biết là nó chừng nào rồi. Thì ở đây con người ta nói phú quý sinh lễ nghĩa, sinh ra cái sự ác đặt, ác đặt cái này, ác đặt cái kia. Và chúng ta có tiền một chút xíu, tự mình đại gia à, có người phải chăm sóc, có người phải lo lắng. Việt Nam có cái từ xã hội ngày nay kêu là đại gia. Đại gia là sao? Là chẳng qua là người có chút đỉnh tiền bạc rồi sống cho hơi bảnh bảnh chút xíu, hơi ra vẻ chút xíu rồi tỏ ra đại gia. Chứ sự thiệt ra nghèo chết một chết tổ luôn, bán được ít đất đai, có tiền của chút xíu. Bởi vậy cho nên có chút xíu cái tỏ ra đại gia, rồi vài bữa nó láng gia luôn, bởi vì hết tiền rồi nó láng gia luôn, mất luôn. Hay con số người ta gọi là trúng đất hay là trúng cái may mắn gì chút xíu, thì cái chuyện đó cái chuyện bình thường. Và đó là nó là một chuyện mà, bởi vì cho nên kính thưa quý vị, khi chúng ta hiểu được cái cuộc đời, khi mình có đó, cái mình biến, mình chế, mình làm lung tung, chứ sự thật ra ở trong cuộc đời này không ai được phép xem thường ai hết. Bởi vì sao vậy? Bây giờ người ta ngay lúc này, nhưng trước kia chưa chắc chúng ta hơn họ đâu. Quý vị nhớ như vậy đó. Bây giờ đó mình hơn họ, nhưng biết tương lai mình bằng họ hay không cũng chưa chắc. Bây giờ họ thua mình, nhưng trước kia, xin lỗi chứ mình là người hầu của người ta đó, cũng chưa biết nữa. Mình là học trò của người ta cũng chưa biết nữa. Mình là, xin lỗi chứ là mình là con là cháu, thấp hèn hơn người ta đó, chưa biết. Rồi hiện nay mình hơn người ta, mình tưởng là mình hay ho, về sau sanh ra chúng ta thấp hèn hơn người. Nói một cách vậy thì đời sau thì nó xa quá, chưa biết được ngày sau sẽ ra sao. Trong hiện tại này đừng bao giờ xem thường người ta, đừng bao giờ xem thường, không được phép xem thường người ta. Dẫu cho người ta bị một cái tội lỗi nào đó,
bị một án hình nào đó thì chúng ta đã thụ, người ta ác quá trời luôn, thụ sao mà ác quá, sao mà chém 3-4 khúc, coi như là sắc 3-4, giết 3-4 người. Thì chúng tôi nghĩ họ làm như vậy, cái tâm họ sân hận, họ thù hận nhiều. Khi mình bình phẩm người ta, liệu mình rơi vào tình huống đó, mình có đủ như mình đang bình tĩnh mình nói chuyện hay không, hay là mình làm những cái chuyện còn ác hơn nữa. Biết cho nên cái tu là chỗ này nè quý vị, cái tu là chỗ này nè, là đó, đừng bao giờ cứ nghĩ rằng ta dở, vậy là dở, gặp tôi không có chuyện đó, gặp tôi là không có chuyện đó. Quán chuyện người thì sáng như chuyện mình, nó quán mình hay dễ bị tẩu quả là chẳng biết quê hương là chốn nơi nào, cứ tới là tới, cứ đi là đi, vân vân. Cho nên vì vậy cần có một sự tỉnh thức của mọi con người. Chúng ta biết dừng lại, chúng ta biết tỉnh thức hay không, chuyện gì đúng là đúng, chuyện gì nó sai, phải phân biệt chánh tà, chúng ta phải phân biệt nó một cách rõ ràng. Quả thật thì cái giai cấp chỉ là một sự cưỡng cầu, mà như trong kinh văn Thượng Đẳng đã lược dịch lại rất hay chỗ đó. Chẳng qua cái giai cấp này là giai cấp cưỡng cầu. Mà khi cưỡng cầu như vậy và buộc họ cho rằng phải phụng sự như vậy, chứ sự thật ra cũng chưa biết nó sẽ ra sao. Cuộc kiếp nhân sinh, cuộc kiếp con người trong cuộc đời, nhiều người trong cuộc đời trải qua những niềm vui, nỗi buồn, những sự thất vọng, những sự tan thương, nhưng người ta cũng có thể vượt qua. Tâm tư của những người sát đế lị, của những người bà la môn mạnh mẽ có, nhưng cũng có những người rất là yếu hèn. Rồi tâm tư của những người và những người vết xá, những người nô lệ yếu hèn có, nhưng cũng có nhiều người mạnh mẽ vô cùng. Cho nên khi mà tu vào pháp và lực này, chúng ta nhớ như ngày Upali chỉ là người thợ cạo ở giai cấp thấp, nhưng khi mà tu vào trong pháp và lực mà ngài thực hành đúng cái pháp và lực, cái chân pháp, ngài là vị đệ nhất về trì lực. Chúng ta phải nhớ như vậy, ngài Upali á, nhớ. Rồi nhiều vị đệ tử khác chỉ là ở giai cấp bình thường, nhưng khi sinh ra rồi, khi mà vào phan tê là phan tê, áo sô là áo sô, người nào tu trước người đó là phan tê, tức là anh, người nào bước tới sau là em, chứ không phải mình là gia cấp sắc đế lị. Cho nên vào cũng mang một cái sắc đế lị đi vào trong pháp hội lực của Đức Phật. Cái điều này rất là đặc biệt ở trong tinh thần những lời dạy của Phật. Ngài đã phá gia cấp, không có giai cấp trong cái pháp và lực của chính ngài, chỉ có những con người từ bỏ những điều ác, thực hiện các điều lành. Những người đệ tử của chính ngài là những người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ dâm, từ bỏ uống rượu, từ bỏ nó hay lửa nó chia để nó đâm thầm, nó độc ác. Những người đệ tử của Phật là ý không có tham ác, ý không sân ác, ý tà kiến ác. Những người đệ tử của Phật là những người như vậy. Thì đây chính là những thứ tài sản mà chúng ta thấy ở trong cái văn này, tức là người biết bố thí, biết có chánh kiến, biết xả ly, biết an trú để tu tập. Thì đó là những tài sản trong pháp và lực của Đức Phật, chứ không phải là bao nhiêu cái chuyện mà nô lệ, hay là bao nhiêu cái chuyện bò, bao nhiêu cái chuyện biên giới, biên cương và tiền của đất, chất đóng, chất kho, tất cả là không có một, tất cả là chỉ là một cái chuyện bình thường thôi. Chỉ là một người nam tử dòng Khatiya,
dòng Râm Má, dòng Sát Đá, dòng Vết Sát vào tu pháp và lực này, nhờ pháp và lực do Như Lai. Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ nói dối, nói hay lửa, nó đâm thọc, nó có chánh kiến, sống thực hành, và vì ấy thành tựu chánh đạo, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, thì xem như khách giá đó là tốt, xem như Bà La Môn đó tốt, thương gia đó tốt, nô lệ đó tốt. Một cách rõ ràng được Đức Phật Ngài phân kỳ phân ly một cách vững chắc như vậy, chứ không phải là có một lần đã có một lần có một Bà La Môn đó, ông muốn dùng hộ Thích Ca, ông vô tu, ông lớn, ông cũng lớn tuổi, ông bị coi như là rồi vì ấy mới nghĩ rằng mình là lớn, mình là dòng họ Thích Ca, dòng họ Thích Ca, cho nên mình vào mình cũng được, người ta phải tôn trọng mình đó nhé. Thì chính Đức Phật Ngài quả trách, nó là trong pháp luật của Ngài không có những cái dòng dõi như vậy. Đây là cái điều mà sai lầm. Khi này chúng tôi nói đó, Đức Phật Ngài tán thán những con người dầu cho Sắc Đế Lị, dầu cho Bà La Môn hay là Vết Xá, hay hoặc là Khách Tí Giá gì vân vân, mà ở đó người đó biết buông bỏ, biết ép mình, ghép mình vào những cái lời dạy của Ngài, những gì mà Ngài tiên thiết, đi đúng, đi trên con đường Ngài đã đi qua, thực hiện những gì mà Đức Phật Ngài đã có cái sự thực hiện. Thì chúng ta thấy cái sự so sánh của Bà La Môn Sukari này, ông ta trình bày cái tài sản của dòng sắc của Veda của ông, tức là của giáo lý của ông đã được trình bày như vậy. Cái chân đó là những chân lý, Đức Phật nói đó không phải là những chân lý. Đức Phật Ngài không chấp nhận, và Ngài từng giới thoại, Ngài đã phân tích, Ngài đã chia sẻ cho ông ta một cách rõ ràng. Thì sau đó ông ta quy y, ông ta quy y ở đây có nghĩa rằng thì ra đây mới là một con đường, đây mới là một cái chân lý, đây mới là một chân pháp, đây mới là một cái điều mà làm cho đời được an lạc, làm cho đời được tốt đẹp. Dạ, kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày qua cái bài kinh số 96 Sukari, đoạn từ 974 tới 9 là như vậy. Chúng ta sẽ được nghe cho trong Đức Tăng quý Ngài thảo luận, đặc biệt hơn nữa cho những điều cần phải mở rộng, cần phải làm sáng tỏ thêm nữa. Dạ, xin chấm dứt thời gian thức nơi đây. Nếu có điều chi sẽ tới kinh ngưỡng, mong những ngày quý vị quan hỷ kiểm dân Phật Phật Đức Đại Đức Thế Đại Chí Vương, các vị chư thiên hội trì chánh pháp, hiện là các vị chư thiên chư thần hộ trì chánh pháp được tồn tại được bền vững, hiện là các vị chư thần chư thiên hội đại chư quả nghiêm tất cả chúng sinh tại nơi đây, và kinh dân Phật này đến siêu trưởng cùng với siêu minh tinh lực cũng như tất cả chúng sinh hiểu biết, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Phật Ngài, Nam mô Sanh Thầy. Sao thưa quý rừng, thưa đọc tuyệt quyền. Mà thưa đọc tuyệt siêu, không biết họ có còn ở trước máy không? Nhưng thưa đọc tuyệt siêu nghe được quý rừng, thưa đọc hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Dạ, mà thưa đọc tuyệt siêu, ở trong bài kinh này có một câu như vậy là: này Bà La Môn, ta chủ trương tài sản dành cho con người là thánh pháp tối thượng. Câu đó chúng ta dịch có chính xác không? Và riêng nguyên văn Bali chúng ta hiểu như thế nào? Khi kính định thì là tuyệt sự.
Nam mô Bụt Thầy. Xin thượng tọa rồi quý vị đợi cho một chút. Để chúng tôi xem, bởi vì trong cái câu Pali thảo luận một mà thượng tọa đã nêu lên thì cái chữ này có những chữ mà chúng tôi đọc không ra vì không có dấu. Ở đây thưa quý vị, trong cái câu mà Đức Phật ngài dạy rằng Ariyang Kho Aham Ramana Lokuttarang Thammang Purisasa Sanghanang Panyapemi, ở đây trong trong chữ này chúng ta thấy có cái chữ Lokuttarang Thammang, là cái pháp siêu thế. Cái pháp này là cái pháp siêu thế. Cái pháp siêu thế là tài sản của con người. Chứ không phải là cái quý vị đưa cái ta chủ trương tài sản dành cho người là thánh pháp tối thượng. Cái này là cái pháp siêu thế cao quý, pháp siêu thế cao quý. Ở trong vì cái câu này nó dễ quá cho nên trong chú giải cũng không có trình bày dài, không có nói dài. Ở đây thưa quý vị,
về nghĩa thì trong cái câu, trong cái bản dịch thì cũng cũng lấy nghĩa thì cũng được, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái chữ Lukutara thâm măng là cái pháp siêu thế, bốn đạo bốn quả và niết bàn. Chữ này là bốn đạo bốn quả niết bàn. Và chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật đã xuất hiện ở đời là ngài tìm được cái con đường giải thoát cho chính bản thân ngài, và ngài tuyên thuyết về giáo lý nhằm cái mục đích là để giúp cho chúng sanh đạt đến cái sự giải thoát. Mà cái sự giải thoát đó chính là đạo quả và niết bàn. Cho nên đạo quả và niết bàn ở đây gọi là Lukutara Thammang, tức là cái pháp siêu thế. Và pháp siêu thế này là pháp siêu thế cao quý, gọi Ariya, Ariyam Lukutara Thammang. Santanang tức là cái tài sản riêng, tài sản riêng. Của con người. Tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Là bởi vì thưa quý vị, nếu tài sản là châu vàng bạc châu báu hay là ruộng đồng trâu bò hoặc là tất cả những cái vật dụng gì khác như Bà La Môn Esukari, nhưng Bà La Môn Esukari đã nói thì cái thứ tài sản đó có người người mà họ ở họ chiếm lấy cái tài sản thuộc về vàng bạc châu báu, họ không muốn để lọt vào tay của những người cái giai cấp thấp. Trong khi đó thì chính cái pháp siêu thế cao quý là hễ ai nỗ lực tu tập đúng theo cái sự hướng dẫn của Đức Như Lai thì người đó sẽ đạt đến cái chính pháp siêu thế. Bất luận là Bà La Môn hay Sắc Đế Lị hay Thương Gia hay là Nô Lệ, ai cũng có thể đạt được cái tài sản đó. Chính vì vậy mà Đức Phật ngài mới tuyên bố rằng là ngài là ta chủ trương tài sản cho con người là chính cái siêu thế pháp cao quý, chính siêu thế pháp cao quý. Cái ý nghĩa nó là như vậy. Cái chữ Ariyam Lukutara Thammang đó, nếu mà chúng ta dịch là thánh pháp tối thượng thì người ta sẽ không biết cái thánh pháp đó là cái gì,
và gọi là pháp tối thượng là cái pháp gì? Ở đây chúng ta có cái chữ Uttarimanusatthamma, tức là pháp thượng nhân. Uttarimanusatthamma là pháp thượng nhân, thì nó bao gồm luôn cả thiền định, đạo quả và sự giải thoát. Nhưng mà ở đây rõ ràng là cái chữ Lokottarathamma chỉ cho chính sự thế pháp thôi. Ở đây theo chúng tôi hiểu là như vậy. Xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sao thú kinh dựng thượng tọa tổ sư. Mà thượng tọa tổ sư, thượng tọa quan hệ ý trả lời thêm một câu nữa rồi thỉnh thượng tọa đi nghĩ là tại sao mà chư vị A-la-hán có nhiều vị ở trong kiếp chót đắc đạo chứng quả, tức là pháp ba la mật đã đầy đủ rồi. Ví dụ bố thí, trì giới, xuất gia, tinh tấn, trí tuệ, v.v. Nhất là mình thấy bố thí bao giờ các vị cũng đủ, không đủ đâu, đủ pháp ba la mật. Nhưng mà tại sao với một vị pháp ba la mật đầy đủ thì sanh trong kiếp chót mà lại có những cái khiếm khuyết? Ví dụ như là sanh vào giai cấp thấp, ví dụ như là thân hình xấu xí không được đẹp lắm, hay là ví dụ như là bị cái sự ruồng bỏ xã hội chẳng hạn. Thì đã nghĩ rằng những vị tu hành mà sắp đắc đạo chứng quả là phúc đức đầy đủ rồi, nhưng mà tại sao gặp những cái khiếm khuyết như vậy? Kính thỉnh thượng tọa thượng sư quan hệ trở lại. Anh đã buông thầy chưa? Cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Bản đưa ra phải nói là một câu hỏi không phải dễ để mà trả lời. Quả thật khi mà chúng ta xét đến một vị sanh ra ở đây là kiếp chót để chứng quả A-la-hán, thì tất nhiên vị đó phải có, phải đầy đủ cái phước ba la mật. Trong cái phước ba la mật đó, nó có Dana Parami, tức là có cái đầy đủ về cái phước bố thí ba la mật, vân vân. Hay là cái phước Sila Parami là trì giới ba la mật. Thế tại sao vẫn có những vị A-la-hán sanh ra ở kiếp chót này lại là người rất ư là nghèo khổ, không đủ ăn, như là ngày Lua Sakatissa, đến nỗi mà tôn giả Sariputta biết vị này hàng ngày đi khất thực, không đủ ăn, cho nên ốm o gầy bò. Ngài mới nói rằng hôm nay hiền giả hãy ở chùa, ta đi khất thực,
rồi gửi vật thực về cho ăn. Nhưng mà thưa quý vị, hãy gửi hai ba vị tỳ kheo, vị nào ngày nào đem về cũng quên, không đưa lại, không đưa cho tỳ kheo lưu sách tích thí xá. Rồi hãy đi phất thực chung với chư tăng đó. Ngày trước đó, vị đó đứng ở hàng một dãy chư tăng đứng, thì thí chủ họ từ ở trên vị trưởng lão cao hạ nhất, họ để bát dài dài xuống tới cái vị đứng trước mặt, tới vị tỳ kheo đứng trước mặt lô sắc cách thế xá, thì cái nồi cơm của họ, cái thực phẩm mà họ cúng dường nó hết đi. Thế là vị đâu phải đấu. Quan ngày hôm sau người ta cúng dường từ ở dưới vị sa di cúng dường ngược trở lên, để tới cái vị mà đứng sau lưng rô sa ca tế xá cũng bị đói, nó hết vật thực, cho nên ta không có để bác. Thì vậy đó thưa quý vị, bất thiết đạo tự sinh và quý phật tử hoan hỷ chờ đợi trong giây lát, chúng ta chờ thiên đạo tự sư trở lại. Kính bạch chư công đức và quý phật tử, khi mà chúng ta cảm nhân quả và chiêu cảm của nhân quả ở trong đời sống này, thì thông thường chúng ta vẫn thấy có cái sự việc là cái này nó chen vào cái kia, cái chia kiên chen vào cái đó. Ở trong trường hợp của chúng ta gọi là chướng nghiệp hay là đoạn nghiệp. Chúng ta lấy một cái ví dụ như một người học hành rất là giỏi, nhưng mà không có nghĩa là người đó sẽ đỗ đạt đâu. Có đôi khi học hành giỏi vào giờ giáo đi thi là bị bệnh chẳng hạn, hay là bây giờ không có chuyện gì đó mà khiến cho họ phải rất là khó khăn để có thể vận dụng được cái sở học của mình. Đặc biệt là chúng ta vẫn thấy là bình thường, cái đó chúng ta gọi là chứng nghiệp. Quý vị quan hệ trời chút xíu nha. Chúng tôi thấy sư tọa tự siêu đang cố gắng trở ra trở vào nhiều lần, nhưng mà nhiều khi ho gốc nó khó khăn như vậy. Có lẽ chúng tôi để câu này cho sư tọa tự siêu, khi mà sư tọa trở lại đó, thì sư tọa sẽ nói hết ý của sư tọa thì sẽ hoan hỷ. Bây giờ thì muốn hỏi sư tọa Pháp Tân, trong thời gian chờ đợi sư tọa tự siêu trở lại đó, xin thỉnh sư tọa Pháp Tân trả lời cho một câu thảo luận khác. Có biết sư tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Dạ. Sư tọa Pháp Tân, khi mà chúng ta tới bình đẳng giai cấp á, thì cái quan điểm mà bình đẳng giai cấp á, ví dụ như là một cái người mà trong giai cấp bà là môn giai cấp cao, họ bình đẳng giai cấp rồi, nhưng mà những cái người nghèo họ có thể nghĩ đến sự bình đẳng giai cấp không? Và nếu họ muốn bỏ đi con thì cái người nghèo họ có quan niệm giai cấp hay không? Chúng ta đặt câu hỏi, ví dụ như là một người như trong giai cấp mà cùng khổ, họ có quan niệm hay không giai cấp hay không? Và nếu mà có, họ phải bỏ như thế nào? Và họ có nên tranh đấu với sự bình đẳng không? Cái tình ý kiến của tổ hợp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính.
cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Theo con nghĩ trong cuộc đời đó thì người ta đều chịu sự chi phối của hạnh nghiệp của mỗi người. Nhưng mà với xã hội thì mình, theo con biết là các cái nhà xã hội người ta cũng muốn làm sao để kiểu như là làm cho bình đẳng các cái giai cấp trong cuộc đời này. Giống như nhiều cái chủ trương và nhiều cái viết sách để làm sao để cho người ta có được cái đời sống nó ngang bằng với nhau. Nhưng mà rồi đó thì theo con nghĩ đó thì mình ở một cái, dụ như một cái người ở cái khăn, cái người ở trong cái hoàn cảnh nó thấp kém hay là nó thiếu thốn hay là cái gì đó, mình nhìn vào thì mình nghĩ như cái người đó họ là cái không được may mắn, không được tốt. Hay là nhìn ở xã hội thì người ta cho rằng cái giai cấp đó là giai cấp thấp. Sự thật ra thì những cái người đó họ cũng muốn họ vươn lên á, họ cũng muốn có những người họ cũng muốn họ vươn lên, tức là họ vượt ra khỏi những cái hoàn cảnh như vậy để họ vươn lên ở trên một cái giai tầng mới, giai tầng tốt hơn chút. Nhưng mà rồi đó thì cuộc đời thì con nghĩ rằng nó cũng chịu chi phối bởi cái nghiệp. Cho nên là có những điều đó con nghĩ rằng là mình phấn đấu đó nó cũng có thể vươn lên được. Bởi vì như là trong kinh con nhớ rằng là Phật nói là một người mà sống ở trong bóng tối mà mình biết hướng đến ánh sáng thì đó cũng là một trong những cái cách hay. Và cũng có cái hạng người trong cuộc đời này là như vậy, tức là mình sống ở trong cái bóng tối nhưng mà mình biết vươn lên hướng đến ánh sáng. Có những người thì họ sống từ ánh sáng nhưng mà họ lại hướng đến bóng tối, thì cái này nó lại là nó không tốt. Còn cái người mà sống ở trong bóng tối nhưng mà biết hướng đến ánh sáng thì con nghĩ đó là cái người mà có cái ý chí. Và có cái ý chí không thì nói trong giáo thì cái ý nghĩ của mình là một cái ý nghĩ, nhưng mà mình không có nỗ lực phấn đấu thì cũng không thể nào mà mình vươn lên được. Nhưng mà có những điều đó thì theo con nghĩ đó thì về mặt xã hội thì người ta nghĩ rằng cách này cách kia để làm sao cho có cái bình đẳng ở trong cuộc đời này. Nhưng mà mỗi bản thân thì con nghĩ rằng nếu mà nói trong Phật giáo là mỗi bản thân mình tự phải phấn đấu thôi, phải tự phấn đấu. Có nghĩa là theo con nghĩ rằng bởi vì Phật giáo thì một người là tin vào nghiệp, và do đó thì mình phải chuyển hóa cái nghiệp của mình. Tức là có những điều đó là mình cũng cần phải tự phấn đấu để mà mình chuyển hóa, để từ ở cái xấu trở thành cái tốt. Cái mà chưa được may mắn lắm thì mình được đến cái chỗ may mắn. Do vậy thì mình cần phải phấn đấu. Nhưng mà có những cái nghiệp thì rõ ràng thì dù gì đi nữa thì nó cũng là theo cái như vậy rồi. Và xưa nay thì con nghĩ rằng cái thời Đức Phật cũng vậy. Đức Phật khi mà Ngài ra đời Ấn Độ thì ở xã hội nó đã hình thành nên bốn cái giai cấp như vậy rồi. Và đối với những người mà xuất gia trong Phật giáo đó, đệ tử của Đức Phật thì những người đó họ đã được những cái sự, đối với trong Phật giáo thì Đức Phật không có phân biệt về vấn đề giai cấp đó. Bởi vì vô trong cái giáo pháp này rồi đó thì cái gọi là cái tài sản của bậc thánh hay là cái giá trị đạo đức, cái giá trị đạo đức của một người và tài sản của bậc thánh thì cái điều đó mới thật sự là quan trọng đối với đạo Phật. Do vậy thì khi mà xuất gia trong Phật giáo rồi đó thì dù xuất thân trước đây đó là một giai cấp gì không cần biết, nhưng mà bây giờ đó là vào trong cái ngôi nhà Phật pháp này rồi đó thì những cái người đó đều có cái giá trị, có cái lợi ích. Và đó là những cái điều mà xưa nay con nghĩ rằng Đức Phật cũng đã làm như vậy. Và ở đây thì con nghĩ rằng người ta đó thì các cái nhà xã hội thì người ta cũng muốn là làm sao cho các người đều có cái sự bình đẳng với nhau, từ ở
dòng thọ này, rồi xã hội này, rồi quốc gia này, quốc gia nọ, da trắng, da đen, da vàng gì đó, thì làm sao, nhưng mà rồi đó thì cái điều đó nó cũng không thể nào mà nó như ý mình được, bởi vì nó hình thành nên mình nói trong Phật pháp đó, thì con nghĩ rằng cái đó nó tùy thuộc vào nghiệp rồi, cho nên là mình theo con nghĩ là nếu mà mình có tranh đấu á, mình đấu tranh như thế nào đó để lấy được sự bình đẳng, thì mỗi cá nhân á, nếu nói trong Phật giáo là mỗi cá nhân tự tự đấu tranh, và đấu tranh ở đây không phải là gì, đó là mình chuyển hóa với cái đời sống của mình bằng với cái việc là chuyển hóa cho tốt, từ ở cái không tốt mình có những cái hành động tốt, những cái hành vi tốt để chuyển hóa trở thành cái nghiệp tốt, và do đó nó sẽ thành tựu được cái hạnh lành ở trong cái đời sống, và cái kết quả ở trong đời sống nó có được sự an vui. Thì con nghĩ rằng người ta ở mức độ nào, ở cấp thấp thì người ta nghĩ người ta phải cố gắng phấn đấu lên. Còn cái việc mà mỗi người á, thì con nghĩ rằng mỗi người phải tự phải phấn đấu để trở thành giống như là một người mà bóng tối mình hướng đến ánh sáng, thì cái điều đó nó thật sự là có cái lợi ích cho cái gì mà con nghĩ ở trong Phật pháp là như vậy. Con xin chia sẻ vài cái ý để qua cái câu hỏi của thượng tọa, và con nhường lại cho nhường mic lại cho thượng tọa tiếp tục. Xin lỗi quý vị, hôm nay chúng tôi bị trục trặc cái đường nét, bây giờ chúng tôi phải xài cái chiều khác rồi. Chúng tôi đưa tay, chúng tôi cầm mic để chúng tôi trả lời cho xong cái câu hỏi số 1. Mà cũng xin hỏi câu số 1 đã trả lời rồi hả? Dạ, vậy tiếp tục trả lời câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2, tại sao những bậc thánh trong kiếp sau? Ồ, sao cái câu hỏi số 2 này nó giống câu hỏi số 1 hồi nãy chúng tôi chưa trả lời dứt mà? Được rồi, câu trả lời số 1 xong. Chúng tôi trở lại với câu hỏi thảo luận số 2. Thì ở đây thưa quý vị, ngoại trừ Bồ Tát cái chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddho Bodhisattva, Bodhisattva thì các vị đó vì Ba La Mật, ba bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng đầy đủ, vì đó thành tựu 32 đại nhân tướng, vị đó được danh hiệu gọi là Phát Quang Ba, cụ thoại đức giả, cụ thoại đức tức là đầy đủ những cái đức về những cái tài sản cao quý, như về thân tướng như chẳng hạn, ngài đầy đủ về dòng tộc, về thân tướng, về
tài sản thế gian vân vân. Còn đối với chư Phật độc giác thì có những vị cũng thành tựu tài sản cao quý, nhưng mà cũng có những vị bị chướng nghiệp, chẳng hạn như là Đức Phật độc giác Atthisara. Atthisara là một vị Phật độc giác mà có cái thân hình ốm như bộ xương khô và toàn thân hôi hám, cho nên ngài mới vừa chứng đạo quả thì trong 7 ngày ngài phải viên tịch niết bàn. Chứ để dân chúng họ kêu ca, họ phàn nàn rồi họ bất mãn thì tội nghiệp cho họ, cho nên ngài phải niết bàn sớm. Đó là hậu thân của Đề Bà Đạt Đa đó, trong tương lai. Còn hoặc như một vị Phật độc giác trong quá khứ thì ngài có cái bệnh, có cái tật gù lưng, gù lưng. Do đó tiền thân của Chúa Tara lúc đó nàng cũng cúng dường đặt bát cho Đức Phật độc giác ấy. Đến khi mà hỏi hồi sáng này bạn có để bát cúng dường cho Đức Thế Tôn nào không, thì nó có, tôi có cúng dường cho vị đi khất thực hồi sáng, vị mà cái lưng nó gù, lưng mà khom khom gù như thế này. Cái nàng nó giả bộ cũng như giả cái tướng khom khom vậy đó, và đời sau này sinh ra gọi là khút khút chắc. Chứ tên của nàng tên thật là Uttara, nhưng mà vì nàng gù lưng cho nên gọi là khút chút tara. Cho nên những cái điều đó chúng ta thấy rằng là đến nỗi Đức Phật độc giác mà còn có cái bị cái biệt nghiệp cái chức nghiệp đó, đừng nói chi là hạng thinh văn. Cái hạng thinh văn, Bồ Tát thinh văn đó, tức là những vị đó chỉ thực hành 10 pháp ba la mật bậc hạ thôi, chứ không có 20 pháp ba la mật bậc hạ bậc trung, mà cũng không phải 30 pháp ba la mật bậc hạ bậc trung bậc thượng như là Bồ Tát toàn giác hay là Bồ Tát độc giác. Thì như vậy cái hạng thinh văn làm sao không có được những cái khuyết điểm do cái biệt nghiệp mà vị đã tạo. Với lại chúng ta nên hiểu như thế này, cái phước ba la mật là nó đầy đủ để mà chứng đắc Bồ đề tuệ. Chứng ba la mật của vị đó nó không có trang trải ra để có đầy đủ thành tựu những cái đặc biệt ở bên ngoài. Thí dụ như thế này, khi mà trời mưa đó, một trận mưa rào thật to, thì mặt đất ướt cả, dầu cho những cái chỗ trồng cây, những cái gốc cây cũng ướt, mà ở ngoài đường đi cái chỗ mà không có trồng cây cũng ướt, cái đó là do trời mưa. Còn đối với mùa hạn hán thì người nông dân họ chỉ lấy nước giếng lên họ tưới, tưới vừa đủ để chết
ấy là cái sân khu vườn. Cũng như thế nào thì ở đây chúng ta phải hiểu cái phước ba la mật của một vị thinh văn đó. Cái phước đó cũng giống như là nước giếng trong mùa hạn hán. Thì trong mùa hạn hán người ta dùng nước giếng, nước hồ là để ở tưới cây thôi, để tưới cây tưới rẫy qua màu, chứ không phải là tưới cả đất. Cũng như phước ba la mật của vị thanh văn đó, nếu vị đó có tạo thêm những cái công đức đặc biệt khác, như là trong đời sống hàng ngày cái thường cận y duyên của đó, chẳng những là tạo phước ba la mật mà vị đó cái tâm trải rộng, vị đó bố thí hay là giữ giới, vị đó tránh các cái điều ác, chỉ tạo những cái nghiệp lành. Và do đó cho nên vị này có phước ba la mật đủ để đắc đạo quả, mà đồng thời do vị đó không tạo những ác nghiệp, cho nên đời sống này sinh ra vị đó có cái thân hình đẹp, hay là ở trong một cái cấp cao sang, hoặc là vị này có đầy đủ tài sản của thế tục, trong lúc ở tại gia cư sĩ thì được no đủ, và khi xuất gia thì ngài cũng được nhận được cái sự cúng dường lợi lộc đầy đủ. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là chỉ có Bồ Tát Toàn Giác á, thì ngài tạo phước ba la mật, rồi ngài tạo, rồi ngài có cái thân hành, khẩu hành, ý hành ngăn ngừa những ác pháp. Do đó trong cái kiếp chót hiện tại này, ngài sinh ra thì ngài có đầy đủ, ngài có đầy đủ những cái điều may mắn, cái điều hữu hạnh tốt đẹp. Các vị thinh văn cũng có một số vị như vậy, nhưng mà cũng có một số vị thì các vị trong đời quá khứ tạo phước ba la mật, nhưng phước ba la mật đó chỉ vừa đủ để chứng đắc được đạo quả thôi. Song song đó, vị này trong đời quá khứ cũng đã tạo những cái ác nghiệp, và những ác nghiệp đó nó len lỏi và nó trổ quả ngay trong cái sống hiện tại. Chỉ có điều là dù ác nghiệp tạo cỡ nào, nó cũng không thể cắt đứt mạng sống của vị Bồ Tát kiếp chót, của vị thanh văn, nếu vị chưa đắc A La Hán. Thời gian mà từ nhỏ cho đến khi đắc A La Hán, trong khoảng thời gian đó mạng sống của chúng sanh này được bảo toàn, giống như là cái ngọn đèn mà để ở trong một cái phòng kính, hay ở trong kinh nói rằng như một cái ngọn đèn mà để ở trong cái ghè, trong cái lu lớn, là dầu cho mưa bão, dầu cho có bão gió thổi ồ ạt cũng không thể dập tắt được. Thì chỉ có trường hợp đó là cái phước ba la mật nó mới ngăn cả được. Nhưng mà hãy chứng A La Hán rồi đó, thì vị đó vẫn có cái nguy cơ là do cái ác nghiệp mà vị đó chết một cách bất đắc kỳ tử, hoặc chết một cách đau khổ, chết do người ta giết v.v. Trường hợp đó có, như là tôn giả Mục Liên chẳng hạn, thì ngài cũng bị như vậy. Hoặc là những vị như là ông Thị Nam Sư Phụ Vô Thác, Thị Nam Cùi, ông cũng bị bò hút, hay là con Hải Cú Sư Tí cũng bị vậy. Do đời quá khứ cả bốn nhân vật này
là những chàng thanh niên mà dụ cái cô gái giang hồ, cái cô gái điếm ra ngoài tha ma quận địa, sau khi cưỡng hiếp xong được giết chết người ta, cho nên nó quan trái sanh làm giả xoa, kiếp này nó bắt đầu nó theo. Nhưng mà hồi xưa đó thì bốn chàng thanh niên giết cô ta thì là giết phạm phu, nhưng mà bây giờ kiếp này cô ta làm giả xoa, cô ta báo thù thì cô ta giết một vị tu được quần, một vị hai vị tu được quần, một vị A-la-hàm và vị A-la-hán. Cái này cũng rất mệt cho gì cho giả xoa đó rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu nó tóm lại đó là thánh trong kiếp sau cùng kiếp chót dù cho ba la mật, nhưng vì là hàng thinh văn cho nên vị đó vẫn bị cái nghiệp thường cận y duyên, cái tiền thiên tật nó chi phối, cho nên sanh ra vẫn còn khiếm khuyết, như là sanh trong giai cấp nghèo khổ, ngoại hình thu xấu vô vật. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi thảo luận số 2 về Nam Mô Bổn Thầy nha. Sao thưa quý chân, thưa Tập Thầy Sư, thưa quý vị, câu trả lời của thưa Tập Thầy Sư cũng kết thúc chương trình hôm nay. Chúng tôi muốn dành vài phút còn lại để có một số thông tin liên quan đến đại dịch. Thưa quý vị, sẽ rất là nhanh chóng, con số người bị lây nhiễm tại Hoa Kỳ lên tới cái mức độ 400.000 người. Hôm nay là chúng ta đã xảy lên tới 380.000 người rồi, và cái số tử vong ngày hôm qua đã lên quá 10.000 người. Chưa có đọc một số các bài báo, và những bài báo này được viết bởi những bác sĩ và những y tá. Những vị này bị lây nhiễm trong lúc chữa bệnh cho các bệnh nhân. Thì kinh nghiệm của những vị này rất là quý báu. Chúng tôi xin được thưa với quý Phật tử tại đây là mặc dù đa số chúng ta vẫn đinh ninh là chúng ta sẽ không bị lây nhiễm, nhưng mà đừng chủ quan về việc này. Chúng ta có thể bị lây nhiễm rất là dễ dàng ở tại Hoa Kỳ. Có rất nhiều thứ để chúng ta lây nhiễm, chúng ta nói vào chuyện khác. Nhưng một câu hỏi, khi chúng ta bị lây nhiễm đó, thì mới có số lượng mà 300-400.000 người, thậm chí là có thể lên tới nửa triệu, 1 triệu người bị lây nhiễm, thì chúng ta sẽ đến, có thể đến bệnh viện để trị liệu không? Câu trả lời rất là khó, rất là khó. Cái khả năng mà các bệnh viện có thể cung cấp đủ giường bệnh đã khó rồi, đã khó có rồi, mà cái chuyện mà đến bệnh viện mà bị lây lan thêm thì nó, và do vậy hơn 90% những người bị lây nhiễm là trị bệnh ở nhà. Và một số các bác sĩ thì mình được cách ly đó, họ chia sẻ kinh nghiệm rất là quý báu là khi mà COVID tấn công chúng ta đó, thì chúng ta bị một tình trạng đó là phổi bị khô, chúng ta hay bị ho khan. Chúng tôi quý vị, chúng tôi hơi khô cổ chứ không phải là chúng tôi bị COVID. Và vì ho khan như vậy đó, nó rất là khổ sở. Và do vậy nó có một vài thứ giúp chúng ta rất là nhiều. Là có một vài vị họ sử dụng cái thuốc xịt vào trong mũi của người bị xuyển á. Ở đây có nhiều khi quý vị có bác sĩ mà họ cho toa thì quý vị có thể mua cái đó. Và bây giờ thì rất là khó mua, cái loại mà cho người trị xuyển rất khó mua. Nhưng mà ở trong lúc mà khó thở bị vấn đề đó, cái đó nó giúp cho rất là nhiều. Mặc dù cái loại xịt đó là trị bệnh xuyển. Và thứ nữa đó là oxy. Oxy rất là tốt. Thật ra cái máy trợ thở đó hiện nay không mua được, họ chỉ đặt cho các bệnh viện thôi. Nhưng mà chúng ta có thể tạm dùng một số những cái nguồn oxy, ví dụ như những cái bình xịt oxy cho những người leo núi cao á, và nó cũng giúp đỡ rất là nhiều. Hay hoặc giả là quý vị có một vài cái máy inhaler mà nó phun cái hơi sương vào, cái hơi sương nó cũng là một loại oxy. Nhưng mà quý vị, thường á những người bị sưng phổi mà phổi có nước họ kỵ nước, nhưng mà trong trường hợp này phổi khô thì nó cũng giúp được. Và một cái điểm khác mà chúng ta thấy là thường thường những người bị COVID tấn công họ hay bị một thứ gọi là
là bị sốt. Dạ. Thì họ khuyên chúng ta chỉ có nên uống một loại thuốc duy nhất, đó là Tylenol. Tylenol là nên có nhiều Tylenol. Và chúng tôi cũng có nghe được một số người họ chia sẻ một cái cách để trị sốt cũng rất là, nó có cái cách dân gian nhưng mà nó rất là hiệu quả. Và nhiều người Âu Châu họ áp dụng, đó là mình cắt một cái củ hành tây á, mình cắt ngang rồi mình úp vào trong cái lòng bàn chân của mình, mang vớ vô. Dạ, cái hành tây ở dưới lòng bàn chân nó cũng sẽ bớt. Hoặc giả là chúng ta dùng một cái khăn á, chúng ta nhúng giấm vào và chúng ta cột bàn chân, nó cũng giảm nhiệt được. Thì nên nhớ một điều là đa phần chúng ta ở tại gia, chúng ta ở tại nhà để trị liệu. Hiện nay con số trên 90% những người ở Mỹ bị lây nhiễm phải ở nhà, tại vì bệnh viện không có đủ chỗ. Và ở nhà mà tự trị liệu tốt hơn, nhưng mà điều đó không có nghĩa là không có tử vong. Khi nào mà trường hợp quá khó thở, thở không được, không còn cách nào thở nữa, thì gọi 911 để người ta đưa chúng ta vào bệnh viện, đó là cách sau cùng. Và chúng ta nên nhớ một điều rằng tất cả mọi người nên chuẩn bị. Dạ, nên chuẩn bị. Đừng nghĩ là chuyện có xui xẻo hay chuyện đó không xảy ra đến chúng ta. Nên chuẩn bị, đặt trường hợp là giả sử bản thân mình bị lây nhiễm và những người thân bị lây nhiễm, mình nên làm gì? Dạ, đó là câu hỏi mình nên đặt. Câu hỏi đó không quá xa vời đâu. Nó là một vấn đề rất là thực tế. Và rất là mong rằng Chư Công Đức cũng như quý Phật tử luôn theo sát tin tức mọi nơi và cố gắng tối đa để quan tâm đến mình. Cái phương châm của chúng ta trong thời dịch bệnh là chăm sóc tốt cho mình, có nghĩa là chúng ta yêu thương những người xung quanh mình và chúng ta phải biết nương tựa lẫn nhau, chăm sóc tốt lẫn nhau. Và đôi khi người ta nói sự chăm sóc lẫn nhau nó cần giữ một khoảng cách, nhưng mà chúng ta nên biết rằng nếu mình bệnh, mình nên làm gì và nên chăm sóc cho những người bệnh ở trong gia đình như thế nào. Thưa, xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chư vị giảng sư đã vào cung được xuất giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân trước đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hàng làm đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp.